thời thơ ấu vui vẻ vô tư. Thật tuyệt khi dành thời gian chơi với bạn bè. Bọn trẻ đang vui chơi trong lúc thăm bạn của chúng Lily. Và đột nhiên, nhìn nè, cái gì đây? Một chiếc máy ảnh cũ. Chúng ta làm gì với nó? Chà, tao đoán chúng ta có thể chụp một tấm. Đừng chớp mắt, phép màu sắp xảy ra rồi. Giấy đen rồi nè. Hình đâu? Xem ra nó đã cũ quá rồi. Nhưng có gì đó đang xảy ra. Chúng ta có chút khác lạ. Chúng ta là người lớn. Wow, giờ ta làm gì đây? Tớ chưa sẵn sàng để lớn mà. Chỉ còn một điều là tìm ra nơi kiếm tiền cho tất cả những thứ này. Ý cậu là sao? Ở đâu? Ở cuộc thi ăn burger á. Người thắng sẽ được thưởng món tiền lớn. Đúng thứ tớ đang nói đến nè. Nhanh lên, cùng sống hết mình nào. Chào mừng đến cuộc thi ăn burger. Xin phép giới thiệu quán quân năm ngoái. Họ sẽ đấu với các ma mới mặc đồ con nít kỳ cung. Dựa trên nét mặt của họ, mấy người này có thể ăn sạch cả kho mặt Nono. Ừ không, chúng ta không phải đối thủ của họ. Chà, không để phí thời gian. Bắt đầu. Các quán quân năm ngoái bắt đầu cuộc thi ngay. Nhưng các ma mới cũng rất mạnh. Mọi thanh thiếu niên đều yêu burger, đúng không nào? Họ rất háo ăn. Wow, xem ra các quán quân năm trước có cuộc đọ sức đáng gờm rồi. Sao bọn trẻ to lớn mặc đồ ngủ lại ăn nhiều đến vậy? Không đời nào. Bọn họ sẵn lòng giữ cho bữa tiệc tiếp tục. Đúng là một thảm họa mà. Các anh hùng đang ăn mừng chiến thắng. Nhưng chưa hết. Hiệp 2. Sau bữa trưa khổng lồ, họ cần uống một thùng coca. Chuẩn bị, sẵn sàng, bắt đầu. Không hề dễ nha. Và các đối thủ có vẻ như không thể uống thêm được nữa. Nhưng đội đồ ngủ vẫn đang vui vẻ uống nước ngọt. Họ công bằng chiến thắng. Chà, sếp của bọn tớ đâu? Được rồi, giờ bọn trẻ to lớn đã giàu có. Và họ có thể làm mọi thứ mình muốn. Để khởi đầu, chúng ta cần phải lột xác. Không ai chê tiền cả. Kể cả khi khách hàng mặc đồ ngủ của con nít. Nhưng bọn tớ vẫn muốn trông nghiêm túc hơn. Chà, dễ ẹt. À, 1, 2, 3. Sẵn sàng. Được hơn rồi đó nha. Giờ chúng ta nhìn rất trưởng thành. Cùng bắt đầu vài cuộc phiêu lưu nào. Với Lily, điều đầu tiên cô muốn là đến tiệm làm đẹp. Cuối cùng cô cũng có thể làm mọi thứ mà mình muốn. Thử kiểu trang điểm sáng mà mẹ ghét nào. 3, nhuộm tóc. Wow, xinh quá đi. Nhiều đây chắc đủ tiền cho mọi thứ rồi ha. Và đủ cho cả phong cách mới cho bạn thân cô nữa. Wow, cả nhóm tuyệt quá. Và một giấc mơ nữa thành hiện thực. Có hình xăm. Đầu tiên cậu phải chọn hình. Một chú bướm thì sao? Hay đầu lâu? Mọi người đã có quyết định. Giờ để xem ai xăm trước nào. Justin. Chà, chúc may mắn. Đi đi. Ồ, tiếng hét làm nó có vẻ như chuyện này sẽ rất đáng sợ à nha. Tôi không muốn có hình xăm nữa. Justin đây rồi. Anh chàng tội nghiệp, mặt trắng bệch ha. Cậu đã xăm chưa? Kết quả tuyệt quá. Tất nhiên rồi. Nhưng tôi nghĩ lần khác bọn tớ sẽ xăm. Nè, vậy là không công bằng. Nhảy bạc lò xo là trò vui của cả người lớn nữa. Ai nói nó chỉ dành cho con nít? Bọn tớ có thể làm mọi thứ. Vui quá đi. Nhưng sớm muộn mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán. Nhảy dù không phải sẽ tuyệt hơn sao? Nhưng hội bạn chỉ thích ý tưởng này đến khi họ phải nhảy. Sợ quá. Thôi nào, theo sau tớ. Nhưng cả người hướng dẫn nhảy cũng không khiến họ muốn nhảy. Hãy quên ý tưởng này đi. Nhất là khi bạc lò xo cũng khá vui mà. Nhưng tôi muốn kích thích hơn. Chơi bóng bàn đi. Trừ việc không có chỗ cho Lily.
Không sao, chúng ta có thể chơi game. Họ hào hứng và không còn cần tới trò bóng bàn nữa. Nè, trả lại đây. Chuyện gì vậy? Được rồi mà, mấy cuộc đua giả lập này thật nhảm nhí. Thay vì vậy, hãy đua thật đi. 1, 2, 3. Yeah, bọn tớ sẵn sàng đua rồi nha. Đây là việc nghiêm túc đó. Cậu có thể cảm thấy giống tay đua thật thụ. Bắt đầu. Đây không phải là trò chơi. Và phần tuyệt nhất là Lily đã cán đích trước. Tuyệt lắm cô gái. Sau cả ngày bận rộn, thật tuyệt. Khi có một đêm yên tĩnh tuyệt vời, Lily xem một video khác trên kênh yêu thích của mình. Nhưng Michael và Justin thì chán nản. Tớ nhớ muốn gì đó tuyệt. Người lớn thường xem phim khuya mà. Có rất nhiều người muốn xem bộ phim này. Tiếp là bộ phim giới hạn độ tuổi. Cậu không thể vào. Vài năm nữa rồi hãy quay lại. Có chắc là chúng ta nhàn già hơn bạn đó không? Vui lòng xuất trình vé đi. Cậu chắc là mình 18 chứ. Michael bình tĩnh lại. Ủa không, tôi lo quá. Được rồi, vào đi. Yeah, chúng ta vào được đạp phim rồi. Phim đâu đáng sợ đến như vậy. Ma quái thật. Và họ gọi đây là phim kinh dị à? Phim hài còn đáng sợ hơn như vậy. Justin và Michael không hề cười. Một dịp tốt để trêu chọc. Chạy đi. Cùng trở lại với Lily nào. Cô vẫn đang xem Trum Trum kìa. Và cô rất bực các bạn trai này. Có lẽ chú bắp rang sẽ giúp được đó nha. Yeah, đình chiến. Tiện thể thì video hay thật đó. Người lớn thường đi nhà hàng. Cha, cùng đi thử nào. Thật thú vị. Nhưng chúng ta cần gọi món. Sao phải do dự. Tớ sẽ ăn món này. Hay này nhỉ, cái này là gì? Được rồi, giờ chúng ta phải gọi phục vụ. Chiếc chuông vui quá. Đừng làm ồn nữa. Jane đã sẵn sàng ghi món. Đợi chút, tớ sẽ lên món ngay cho. Đồ ăn đây. Gừng và nước tương. Oh, Justin, đây không phải đồ uống. Ghê quá. Và đây là các món còn lại. Nhìn đẹp quá đi. Những vị thì tạm ổn. Đũa của cậu. Nhưng họ không muốn chúng nữa. Mấy anh chàng không đủ lớn để ăn đồ Nhật đâu. Chà, cô gái bàn bên rất sẵn lòng ăn giúp cho họ đó. Ngon quá. Đúng, ở đây có chút hơi chán. Chúng ta nên mở bài nhạc yêu thích. Và mở thật to lên. Trừ việc ở nhà hàng không ai làm như vậy. Và dù gì đi nữa, đến lúc trả tiền rồi. Nhưng ê, chúng ta hết tiền rồi. Phải làm gì đây? Chà, ví dụ bắt quý cô kia trả tiền. Cô nàng không thích ý tưởng đó cho lắm. Vậy nên chúng ta cũng nên rời khỏi đây đi. Và phần còn lại là ở họ. Giờ chúng ta phải nghĩ về việc kiếm tiền. Chúng ta có thể dùng nhiều hơn mà. Công việc đầu tiên trong đời rất thú vị. Michael đang thử sức với dịch vụ xe hơi. Bánh xe là thứ duy nhất còn lại. Cậu bị sa thải. Justin quyết định làm đầu bếp. Món ăn còn chưa gần mức ngon. Đây là một thất bại. Cậu bị sa thải. Có lẽ Lily có thể gây dựng sự nghiệp một nhà thiết kế. Ồ không, đây không chỉ là trang điểm mà là trang điểm hề. Cô bị sa thải. Làm người lớn khó thật đó. Nhiều vấn đề quá. Tớ ước có thể quay lại tuổi thơ vô âu vô lo. Chiếc máy ảnh kìa. Cùng thử đưa mọi thứ trở lại như cũ nha. 1, 2, 3. Yeah, chúng ta làm được rồi nè. Tớ cảm thấy cơ thể mình thay đổi. Sao lại có nhiều tóc bạc và nếp nhăn thế này? Giờ chúng ta già rồi sao? Ai đó cứu với. Đây không phải là điều bọn tớ muốn. Bạn có thích ý tưởng những đứa trẻ to lớn này không nào? Hãy bình luận cho bọn mình biết bạn muốn trở thành người lớn.
hay muốn nhỏ bé nha. Hãy nhớ nhấn thích video này, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ phần tiếp theo của câu chuyện trên Room Room Select nha.